Xin chào anh em ạ. Hôm trước mình có đặt mua mấy cái mũ giá rẻ, còn tên dưới 1 triệu. Mình ở Hà Tĩnh đặt cái mũ 1 triệu mà gọi khắp nơi luôn, từ Facebook rồi Google Hà Tĩnh Nghệ An, không tìm được cái chỗ nào để mà bán mũ. Cuối cùng là mình bắt đầu mới điện cho một cái đặt trên mạng cho một ông anh ở trong Nam ấy, mình đặt một cái mũ cho he 970, rồi sau đó không lấy để đặt cái mũ khác là cho he 978, 1,3 triệu, khuyến mại thêm một đôi găng tay, còn phí ship 100 nữa. Ok, là mình không lấy ạ, tại vì tự nhiên mất phí ship 100. Tại sao lại xa như thế, tại sao lại đặt hàng ở Sài Gòn? Mình lại tiếp tục lên Google tìm tiếp, lên YouTube tìm, lên Facebook tìm, cuối cùng nó ra một cái địa chỉ và cái mục này, đây là JC Cook. Mục này mình mua ở 67 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, đối diện quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là một chiếc mục mình khá là ưng ý. JC Cook ở trên mạng nó có giá là 1,450,000. Dưới số của ông bạn này, ông anh này là 1,200,000. Thấy các bạn thấy lợi chưa? Việc đặt hàng qua mạng nó sẽ đắt. Nếu như mình mà lấy cái mũ kia phải đặt hơn 300-400 ngàn. Cái mũ này ở tại shop có giá là 1,100,000, và mình xuống đây sợ lấy thì có 900,000 thôi. 900 ngàn, thương hiệu HGC cũng ở Hàn Quốc, quá tuyệt vời luôn, tuyệt vời. Thương hiệu HGC các bạn biết rồi đúng không? Hàn Quốc, à, chính hãng. Làm clip này không phải là để quảng cáo cái mũ này hay review cái mũ này, với cái mũ này. Nó có rất nhiều người review cụ thể đó rồi. Đây. Học gió dưới này, học gió trên, à, người ta đã review hết rồi. Kính này mình không nói nữa. Điều mình muốn nói ở đây đó là tại sao vùng Nghệ An Hà Tĩnh đặt hàng ở Hà Nội, Sài Gòn, trong khi đó ở Vinh có một cái shop chuyên về bán mũ bảo hiểm mô tô xe máy, tại sao không xuống đây mua? Mình cũng tìm hiểu nhiều, mình trong mũ tầm mũ giá rẻ thì mình cũng có để hai con là cái Joy 970, Joy 978 ấy. Sau mình sẽ quyết định lấy con Joy 978 và 970 hình. Nó có hai lớp kính, một lớp kính trong ở ngoài, một cái kính đen ở trong thì phù hợp cho mình đi nắng đi mưa. Chất lượng của một tàu thì mình không yên tâm lắm, mình lại tìm hiểu thế nào, mình thấy là được một HCC này rất hiệu quả cũ. Thế là tốt hơn, đảm bảo hơn. Đây là lần đầu tiên mình đổi mục full face, và đổi chiếc mục này mình đã đi thử xe tốc độ 90-80. Nếu mà không nhìn công tơ mét của đồng hồ cứ nghĩ là đang chạy 40, quá tuyệt vời. À đúng rồi, chủ đề là mình mua cái mũ này ở, tí nữa ấy, mình sẽ cho địa chỉ
cái shop bán này ở dưới link mô tả, rồi cho cả cái shop bán hàng trên Facebook của bạn ấy luôn. Mình muốn nói điều này, Nghệ An Hà Tĩnh có thể xuống đây mua, không cần phải đặt hàng ở đâu xa hết. Tất nhiên là các bạn có thể điện, bởi vì đặt hàng mình sẽ tự nhiên sẽ mắc hơn 300-400 ngàn, rồi mà còn mất tiền phí ship nữa, các hàng khuyến mại các thứ. Đặt hàng qua mạng họ giấu, có cái họ giấu luôn, họ không cho mình biết. Những cái mũ này mình nếu mà mua trên mạng là 1.450.000, nhưng mình mua đây có 900.000 thôi. Tem HTC Vina này, tem đầy đủ. Bạn này nó còn bán bao tay nữa. Đây là cái bao tay mình mua bạn này. Để bao tay này thì mình 300 ngàn, bao tay rẻ lắm. Bao tay cụt ngón 250 ngàn. Cô chỉ đây này. Size 10 cái này mình hơi lỏng, nhưng mà các bạn nhớ nha, mình làm cái clip này không phải là review cái mũ, cũng không phải review cái đôi bao tay, mà cũng không phải quảng cáo cho cái cửa hàng của bạn này luôn, mà thật mình có thể mua mũ ở thành phố Vinh. Mình đã tìm trên mạng rất nhiều, rồi hỏi anh em trong câu lạc bộ phượt cũng rất nhiều, nhưng không có chỗ nào bán hay là không ai biết. Nên mình làm cái clip này để anh em Vinh Hà Tĩnh có thể xuống 6-7 Hồ Tùng Mậu xem mũ bảo hiểm chất lượng và chính hãng. Cái shop của bạn này nó có ngoài cái mũ phun phay này, dòng mũ 3/4 này, mũ nửa đầu 3/4 mới ấy. Rất nhiều tin là mình sẽ lồng cái lấy cái video trên Facebook của bạn đấy. Mình sẽ lồng vào cái video sau cái buổi để coi như quảng cáo shop cho bạn đấy. Thật ra video này hy vọng anh em phượt mình không quảng. Bây giờ các bạn mình sẽ đăng lại kết thúc cái video này đây, và các bạn xem cái video mà bạn ấy quảng cáo nhé, ở trên Facebook của mình lại mình đăng nha. Các bạn